hồi sinh rác thải nhựa. Đây là chương trình doanh nghiệp này đang triển khai nhằm thu gom và tái chế nhựa đã qua sử dụng. Với hơn 150 điểm thu gom và trạm xử lý tại miền Bắc, doanh nghiệp đã tái chế hơn 16.000 tấn nhựa trong năm ngoái. Mục tiêu tới năm 2025, hạt nhựa tái chế sẽ đạt tiêu chuẩn cao hơn, dùng cho bao bì thực phẩm thay vì chỉ cho đồ gia dụng và vật liệu xây dựng như hiện nay. Theo cái xu hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh hiện nay thì rác thải nhựa là một nguồn nguyên liệu rất là có giá trị, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa góp phần giảm bớt khai thác các nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, chúng tôi kết hợp với một tập đoàn của Đức thiết kế xây dựng nhà máy quy mô lên tới 50 triệu đô la để sản xuất ra các cái hạt nhựa có tiêu chuẩn chất lượng bao bì thực phẩm. Tiên phong áp dụng công nghệ tái chế từ chai ra chai, trong năm 2022, doanh nghiệp này đã tái chế thành công 1,3 tỷ chai nhựa đã qua sử dụng thành chai nhựa hoàn toàn mới. Các chai nhựa này dùng cho thức uống và hóa mỹ phẩm. Một phần hạt nhựa tái chế cũng đã được xuất khẩu. Chúng tôi xuất khẩu 4.200 tấn sang 11 nước, trong đó có những thị trường khó tính như là Hoa Kỳ và châu Âu. Với lượng rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm là 1,8 triệu tấn và quy mô công suất của chúng tôi hiện nay là 30.000 tấn và sẽ nâng lên là 100.000 tấn. Thì với dung size của thị trường thì tôi nghĩ vẫn còn lớn và rất là tiềm năng. Doanh nghiệp ngành tiêu dùng nhanh này cũng đã hợp tác với công ty tái chế ngay từ giai đoạn cải tiến bao bì tới thu gom và tiêu thụ sản phẩm. Việc này giúp giải quyết khó khăn trong xử lý phế liệu nhựa đầu vào cũng như đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nhựa tái chế. Chúng tôi tăng cường dùng những cái vật liệu đơn giản hơn, ít màu sắc hơn để bao bì của mình có thể dễ dàng cho nhà tái chế họ tái chế được. Thứ hai là chúng tôi tăng cường việc sử dụng nhựa tái chế trong cái bao bì của mình. Thì hiện tại là chúng tôi đã sử dụng nhựa tái chế cũng khoảng 50-70% rồi. Chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR quy định doanh nghiệp phải xử lý, thu gom và tiến tới tái chế bắt buộc đối với bao bì sản phẩm của mình sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm tới. Điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp tái chế và sản xuất hàng tiêu dùng. Từ đó, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp tái chế nhựa và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.